Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sắc, sắc có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của nhãn xứ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sắc xứ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của nhãn giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của nhĩ giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tĩ giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thiệt giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thân giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của ý giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của địa giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của vô minh có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được chăng?
Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp không nội có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của chân như có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thánh đế khổ, thánh đế khổ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thánh đế tập diệt đạo, thánh đế hết tập diệt đạo có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tám giải thoát có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của mười địa Bồ Tát có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của năm lại mắt có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của mười lực Phật có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng,
Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của pháp không quên mất. Pháp không quên mất có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tánh luôn luôn xả, tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của trí nhất thiết có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Đà La Ni có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả dự lưu, quả dự lưu có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả vị độc giác, quả vị độc giác có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, do nhân duyên này, tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, nên pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều chẳng thể nghĩ bàn, nên nghĩ bàn diệt, chẳng thể xưng lượng, nên xưng lượng diệt, không có số lượng, nên số lượng diệt, không gì sánh bằng, nên sánh bằng diệt. Này thiện hiện, do nhân duyên này, tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều chẳng thể nghĩ bàn nên vượt nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng nên vượt xưng lượng, không có số lượng nên vượt số lượng, không gì sánh bằng nên vượt sánh bằng. Này thiện hiện, do nhân duyên này, tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, chẳng thể nghĩ bàn là chỉ có chẳng thể nghĩ bàn trên phương diện ngôn ngữ, chẳng thể xưng lượng là chỉ có chẳng thể xưng lượng trên phương diện ngôn ngữ, không số lượng là chỉ có không số lượng trên phương diện ngôn ngữ, không gì sánh bằng là chỉ có không gì sánh bằng trên phương diện ngôn ngữ. Này thiện hiện, do nhân duyên này, pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, chẳng thể nghĩ bàn là chẳng thể nghĩ bàn như hư không, chẳng thể xưng lượng là chẳng thể xưng lượng như hư không, không có số lượng là không có số lượng như hư không, không gì sánh bằng là không gì sánh bằng như hư không. Này thiện hiện, do nhân duyên này, pháp Phật, pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Này thiện hiện, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự Nhiên, Pháp Trí Nhất Thiết Trí, của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và thanh văn độc giác, trời, người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian, đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, do nhân duyên này, Pháp Phật, Pháp Như Lai, Pháp Tự Nhiên, Pháp Trí Nhất Thiết Trí, của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Khi Đức Phật nói Pháp chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng như thế, trong hội chúng có 500 bí xô chẳng vướng các lậu, tâm được giải thoát, lại có 2000 bí xô ni cũng chẳng vướng các lậu, tâm được giải thoát, lại có 6 vạn nam cư sĩ, đối với các Pháp viễn trần vi cấu, phát sanh Pháp nhãn thanh tịnh, lại có 3 vạn 7000 nữ cư sĩ, đối với các Pháp cũng viễn trần vi cấu, phát sanh Pháp nhãn thanh tịnh, lại có 2 vạn Đại Bồ Tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, được thọ ký thành Phật ở trong hiền kiếp.